Giới thiệu với anh chị, đây là vườn cao su thuộc xã Tân Hưng. Điện Ba Pha thì ngay đầu đất anh chị nhá. Nhà máy ở đối diện, nhà máy Hàn Quốc sản xuất gỗ đối diện nhá. Xung quanh đây là nhà máy, công ty, xí nghiệp là hiện hữu nhá. Điện Ba Pha thì sát bên, đất bằng phẳng. Hiện trên đất thì là cao su, đây là cao su này. Sát đây vườn mì, đây là vườn cao su này. Vườn cao su này thì theo tôi nhìn thấy là cạo được khoảng 6 năm rồi. Đấy, 6 năm rồi. Đấy. Chủ đang tha thiết muốn bán nha. À, cao su. Đường container ô tô hạng nặng vào tận đất nha. Đất bằng phẳng, rất bằng phẳng. Đất này thì thích hợp làm nhà xưởng công ty. Nhà xưởng công ty nha. Đất bằng phẳng, vuông vắn nữa. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay số điện thoại 0918 645 130 hoặc là vào website là www.cvtland.com. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị về quỹ đất này. Xin cảm ơn.